Buổi chiều đi làm về, bụng đói, tôi đi tìm quán ăn trong hẻm Nguyễn Thị Định, quận 2. Câu chuyện khiến tôi không thể nào quên khi tôi gặp một người mặc bộ đồ trắng, tóc dài, đứng bên vệ đường. Cô ơi, cô. Ai cô? À, xin lỗi chú. À, chú ơi, cái quán lẩu bò Nghĩa Địa đi đường nào vậy chú? Đi thẳng, quẹo phải. Dạ, cảm ơn chú nha. Đi. Đó là chuyện cô gái muốn đi tìm quán lẩu bò mà Trần Giang đồn ngon nhất Nghĩa Địa quận 2 này đó. Đi thẳng, rẽ phải, đúng là đường vào quán lẩu bò Nghĩa Địa. Bây giờ mới biết vì sao ai cũng thích thú và tò mò tới đây ăn thử. Là hồi đó để bảng ở ngoài đường á, mà người ta cứ lụm hoài, rồi đâu có để nữa, rồi riết bây giờ khách ăn quen à. Cứ vậy là tới kêu quán Nghĩa Địa, tại vì đây có cái Nghĩa Địa đó. Tôi ngược lại xem nào, hai vệ đường đi vào quán đều là mồ mả, thật run run rợn rợn, tóc gáy dựng đứng hết cả rồi. Mong là ăn xong cái lẩu bò sẽ bình thường trở lại. Hết sợ rồi, quán đông người quá trời quá đất. Bởi vì sao? Món ăn ngon quá mà. Để xem bí quyết của chủ quán ra sao mà nổi tiếng đến vậy. Nguyên liệu để nấu lẩu bò: thịt bò, sụn bò, gừng, khoai môn, đậu hũ được luộc sơ qua, rồi ướp nước sốt xào trong sông dầu hành phi, bỏ tí bột cà ri thơm và cay cay, đảo đều tay cho ngấm gia vị. Sụn nè, là sụn non, còn cái này là gân vàng, cái này là gân cổ á, gân cổ của bò á, rồi tàu hũ, thêm môn với thịt nạm. Nước lèo là nấu ở trong cái nước nguyên liệu của mình đi nấu ra đó. Quán bình dân thôi, chủ quán và phục vụ đều là người nhà, bà con ở sát vách nhau, phụ nhau nấu nướng và bưng bê. Thì đó, bán hàng nhiều lắm, thiệt, thứ bảy là chạy một trời luôn, bảy nhật không có bằng ngồi luôn. Mà quy định nó bán quán này là không có bán kia, có khi là 8 giờ rưỡi rồi, ngưng khách luôn mà, không cho vô nữa, là vậy á. Quán sử dụng bếp than thuần miệt vườn, bán duy nhất một món lẩu bò nên chất lượng dồn hết vào món này. Ga thì nó cháy hỗn, nó cháy nhiều quá đó, thành ra nước lèo nó sẽ mặn liền, nó không có ngon. Mà cái lò than nó cháy đầm vậy đó, mà ăn mình nhúng rau vô mình ăn là nó ngon, cho nên phải nấu lò than á, chứ nấu lò ga là khỏe hơn đó, đâu có cực đâu. Quán còn phục vụ luôn món gân bò xào, dai dai mà giòn giòn, cách làm rất dễ nhưng cách ướp gia vị để ngon và nổi tiếng như thế nào thì khó lắm mà nghe. Bí quyết riêng của quán nên đến thử để trải nghiệm. Xuất sắc chứ. Xưa đó dạ. Tôi cũng hay ăn ở đây đó.
lúc mà tôi còn sống đó. Alo, cái gì? Trời đất ơi trời, kêu tụi nó chỉ đường cho khách rồi giờ chửi quá chửi là sao? Ừ, rồi giờ vậy nè, giờ vô dọn chứ gì? Dọn, có ngộ hả?